em lâm lại chào các bác nhé em lâm lại lên tiếp cho các bác một con máy giặt đây à con máy điều hòa đây trước mắt ở đây là một con mitsu bản này là bản cao nhất của bản mitsu đấy, hiện tại thì mitsu chưa ra model mới từ 2019 trở lên 2023 thì mitsu nó chỉ ra bản tên nửa này thôi đấy à, và em rất là may mắn em đang sở hữu được một con đắt 2019 form mới tên nửa à, đầu 22 con này thì của em thì khá là là bản full bản full thì con này của em được mạ ràn chrome thì à, như thế nào là mạ thì một lát nữa em à, sẽ quay chi tiết cho các bác Thanh ơi Lấy em cái khiển Mitsubishi mỏng này Đấy à, Thì đây Các bác nào lấy thì alo em hai số đoạn này nhá 0975 360 433 Dưới là 0377 6066 Thì cả hai số này thì em đều dùng zalo cả nhá Các bác nào lấy thì alo cho em Con này thì bác lắp phòng tầm dưới 15m2 cho em Bởi vì dòng máy VIP này thì nó chạy phòng tầm 15m2 trở xuống thôi Để Bác nào phòng to hơn thì... À, phải lắp máy có cái mới à, thì phải lắp cái máy ở trong cái giá của nó mới vừa Còn cầm mới vứt ấy trên ấy quên ấy. đấy thì à, con này lắp phòng tầm dưới 15 mét vuông thôi làm sao mà trần cao khoảng tầm 3 mét rưỡi trở xuống là vừa đấy con này thì à, chạy thì bao lạnh luôn đấy các bác đừng thắc mắc em tại sao tên nửa này thì nó chạy hai hai lá nhá từ đầu to trở lên tức là từ đầu 36 trở lên thì nó mới dùng 4 lá còn đầu 28 và đầu 22 thì nó sẽ dùng hai lá nhá để có hiểu vậy vì máy công suất bé thì nó chỉ dùng đến hai lá thôi đấy, con này thì có cam quét đấy, cam quét thân nhiệt đấy, em cứ quay qua mặt lạnh cho các bác xem hàng thì em vừa mới về vừa tẩy qua băng dính chưa có lau bóng nào bụng gì đấy nguyên chất bụi bặm đấy như video hôm qua em quay video bốn con em lau chùi xong thì nó đẹp như mới luôn bởi vì đây nó là hàng đấu ở bên nhật cũng như là hàng bày cửa tiệm ở bên nhật những con như này thì bọn em mua là mua hàng cửa tiệm Đấy, mua trực tiếp tại ở cửa tiệm bên Nhật Thì uh, năm nay kinh tế khó khăn thì bản thân người Nhật người ta cũng xài đồ cũ Cho nên là giá ở bên Nhật nó khá là cao uh, Và nói chung là các bác ở Việt Nam bây giờ mua thì chả khác gì người bên Nhật người ta mua hàng đâu Mình thua người ta là mình còn phải mất thêm phí vận chuyển về đây cho mình Đấy nó là như vậy, để các bác hiểu là như vậy nhé Chất máy thì cực đẹp luôn Đấy em quay cho các bác trước sau luôn Đấy, Máy thì em bao vỡ bao dập Chất nhựa là em bao zin 100%, không giáp không đánh bóng gì Đấy, bụi em vừa mới cắt xong thì tay chân nó bẩn thì có thể xào một số vết nó sẽ bị bẩn thì một lát nữa em xong em sẽ uh, uh, sẽ lau chùi lại và dán băng dính đẹp đặn cho các bác để em quay trước sau được bác ngắm máy Đã. Cô này thì uh, bản uh, vip cho nên là nó là full tính năng ống đồng đây ống đồng của thằng Mitsui thì các bác biết rồi bao giờ nó có vàng chỉ chẹt luôn dùng bao nhiêu năm tháng nhưng mà chất đồng của nó là đồng đồng nó không pha tạp như con ba lao như dòng Daikin thì các bác nhìn ba lao Daikin nhưng chạy cần uh, trong vòng lửa năm thôi là đồng bắt đầu nó đổi màu sang màu đen xì luôn đấy vì đồng nó là nói chung là người ta cạnh tranh về giá cả lên là người ta tụt giá xuống cho nên là chất lượng nó chỉ được thế thôi nó không thể nào mà được đẹp và ký được như những cái bản vip chỉ vì là những cái bản vip này nó được hoàn thiện và giá rất là cao nên nó hoàn thiện nên là độ hoàn thiện như ống đồng nó rất là đẹp luôn nó hầu như là vàng trẹ luôn là con này của em thì được dàn mạ dàn cà đô đấy những cái vết xước vận chuyển này Đấy, khi xong là lát nữa bọn em phải trải lại dàn tức là Gấy lại từng cái lan một. Đấy xong tỉa thẳng tắp lại. Đấy, bởi vì là máy thì phải tép xong xuôi thì mới lau chùi được. Đấy, hôm qua bác khách bác xuống bác lấy ba con bác còn không nhận ra máy bao lúc quay video sao nó cứ bẩn thế nhỉ? Bởi vì tay chân sờ lúc bê lên bê xuống nó nặng cái máy nó nặng mười mấy cân, hai tay ôm mà mới bê được. Thế nên là nó sẽ bị bẩn nó không thể tránh được. Đấy. Con này thì uh, dàn mạ cà đôm thì những cái bản dàn mạ này nó sẽ đắt hơn những cái bản thường những hơn 2 triệu đấy để các bác hiểu vậy những cái dàn này thì sau này các bác dùng năm bảy mười thì nó không bị oxy hóa và nó không bị xuống màu nên là dàn lúc là nó cũng sạch và đặc biệt là mưa ấy mà nó dội vào đấy là nó sẽ sạch hết bụi bẩn luôn và dàn nó không bị mục đấy thế nên tại sao là những cái này nhiều bác săn đón vậy chất nhận nó sẽ đắt thêm hơn triệu một con máy nhưng ngược lại các bác dùng một con máy nó chất đấy máy móc thì em cam kết bác là ga 100% một trăm theo nhà máy đấy và máy thì nó được test tại bên nhật rồi Đấy khi vận chuyển về Việt Nam thì bọn em chỉ test lại một lần nữa cho yên tâm Bởi vì sợ trong quá trình vận chuyển thì có thể nó bị lối chỗ này, bị lối chỗ kia Mình chỉ trách lại cho yên tâm thôi Chứ còn thì uh, ga em bao zin 100% luôn Tất cả máy móc này em bao bác nào mạnh biết không động chạm gì Không chắp vá, không độ đéo gì Chất máy bao đẹp Bác nào mà phát hiện ra máy em đã động chạm sửa chữa đồ lai like không phải zin theo máy Em tặng các bác cả con máy này luôn Đấy em phải cam kết là như vậy Đấy giá thì thời điểm này nó rất là bình dân Đấy bác nào lấy mà lắp ở nhà mới mình luôn thì nó là quá đẳng cấp rồi Đấy, con này thì em xin được gửi bán đến các bác giá là 9,5 triệu. Đấy 9,5 triệu là gồm có những gì? Là gồm có đồ đạc phụ kiện zin đi theo máy này. Đấy, và bao và kèm đổi nguồn cho các bác. Đổi nguồn thì nhà em có đổi nguồn 3 kg lắp cho máy. Đấy bác nào mà không lấy đổi nguồn thì bọn em trừ cho là 650 000 Đấy trừ thẳng cái đổi nguồn vào tiền cho các bác. Nếu các bác có đổi nguồn rồi. Đấy, nhà em thì không chế tác độ đéo lại điện bởi vì là nguyên bản nó là điện 110 thì cứ để vậy 110 thôi. Bởi vì có một thời gian em đã cấy điện rồi nhưng mà em thấy là chạy một thời gian nó thấy nó không ổn định và nó gần máy cho nên là nhà em không làm nữa. Nên là cứ để chạy nguồn zin cho nó uh, nắp đổi nguồn bên ngoài cho nó yên tâm Thì cục nguồn của nó thì bằng lốc Thì treo ngoài cục lóng rồi nó không ảnh hưởng gì bên trong cả Bởi vì nó phơi lắng phơi mưa luôn Theo cục lóng mà Đây là có cái yên tâm vỏ là vỏ là bỏ lốc luôn à, Nên Đây là có cái yên tâm thôi Con này thì giá 9,5 triệu là đã bao gồm đổi nguồn thì có Và chưa bao gồm phí ship bác nào gần thì em có thể hỗ trợ tiền phí ship còn bác nào ở xa thì em chịu tới 50% ship đấy là các yên tâm là như vậy nhá đấy 9,5 phẩy triệu cho em mít xu này nó đẹp lắm các bạn phun hết các tính năng luôn như chức tính năng là diệt khuẩn này à, dùng xong sẽ tự động là diệt khuẩn này vệ sinh dàn này và dọn rác này, này đấy có cả diệt đèn diệt khuẩn này đèn dọn rác này đấy con này thì phun các tính năng rồi auto lia dọn dàn rồi à, à, gì diệt khuẩn plasma này đấy phun hết các tính năng cái con nào full của Mitsu thì nó sẽ thêm cái đèn ống sao này Tính là cái tính năng đèn diệt khuẩn này Chất máy thì cực đẹp luôn Đấy, Bên trong bên quay này Lắp thì em tháo ngoài rồi đây Quá đẹp luôn một siêu phẩm luôn Đấy, Bây giờ em quay vào tem cho các bác nhé Để các bác được check tem luôn nhá Đấy, uh, Tem thì yên tâm rồi Không có ai đóng tem với dòng Mitsu được rồi Con này là má là EX2219 E7 Số 9 triệu Số 19 ký hiệu dưới cho Má năm là đắt 2019 E7 ký hiệu cho má Má là má mạ cà đô À, đời đời mặt đúng. và những cái dòng Mitsu này thì nó có tem tem đóng năm sản xuất ở bên trong này đấy tháng bao nhiêu tuần bao nhiêu năm bao nhiêu đóng hết vào đây này đấy không cái cái này thì bố bảo mấy ông hà nội thì không thể thể làm giả được vì cái này nó dập chìm theo một khuôn muốn một khuôn thì cái, cái đồng cái cái cái, cái xoay năm này nó sẽ nó nó sẽ đóng lại cho nên là không ông nào làm giả được các ông có in tem giả thì in được nhưng cái huy hiệu ở trên này nó không bao giờ các ông in giả được Đấy. Và cái huy hiệu này và cái huy hiệu năm ở dưới thì nó có thể tranh nhau một năm bởi vì nếu nó còn vỏ nhưng không bao giờ nó tranh nhau hai năm. Đấy các bác có lưu ý vậy. Trừ khi những cái mặt này nó bị vỡ là Đấy, mặt này vỡ là các ông mua mới các ông thay thì các ông đóng lại được tem nhưng cái mặt này nó hàng tiền triệu. Cho nên là không ông nào dám thay cả cái mặt này đâu. Cái bộ tem thì in lại hết 150 000 nhưng cái mặt này thì có hàng tiền triệu không ông nào dám giả được. Mà muốn mua được cái mặt này phải gửi từ bên Nhật về cơ. Thế nên là các bác yên tâm là không sợ là lưng tem lưng đời đâu. Đấy và em lưng thì em lưng hẳn đầu 28 cơ Chứ không phải để đầu 22 này bán cho các bác đâu Đấy Chất máy thì cực đẹp luôn Đấy Em quay vào tem dưới đây EAX 2219A7 nhá Trùng đầu chín đúc đít trùng đuôi nhá Này Lợn Này Tôn này Chưa một vết dỉ nước Han dỉ nào nhá Ốc sáng choang nhá Chất thì bao đẹp luôn Bao nào lấy con này mà vụt phòng ngủ thì Chấm mép của tình luôn Bởi vì cái, những con cảm biến thân nhiệt này lắp phòng ngủ này buổi đêm ấy, Tự động nó sẽ giảm nhiệt nó sẽ giảm nhiệt gọi là chế độ AI đấy mình nằm là nó không bị hại người mà nó không bị uh, lạnh sâu cho trẻ con đấy những con này thì em rất là hiếm luôn không phải là dám mua con đầu bé đâu bởi vì là đầu bé hay đầu to thì cước vận chuyển như nhau cho nên là gần như là anh em sẽ mua đầu to về nhà bán thì nó mới bó được được công về bởi vì bây giờ cái máy cạnh tranh nhau từng tí một cạnh cạnh tranh nhau từng năm bảy trăm nghìn một cho nên là gần như anh em người ta mua đầu to những cái dòng vip và ít khi người ta về mới bé đó bởi vì cước nó cao nhiều bác đi buôn đồ bái có biết rồi gần như là anh em người ta đi buôn đầu to thì còn lãi suất được vì nó còn gánh gồng gánh lại được những con đầu bé này mà nó tranh nhau với đầu to giá tiền khi nhập vào nó tranh nhau không đáng bao nhiêu đấy mà vận chuyển về thì như nhau nên là ít anh em bán mà cho nên là nhà em thì rất là nhiều bác mua có bác phòng bé thì các bác lại thích mua những con đầu bé này về nên bắt buộc phải nhập thêm để bán cho nên là những cái giá cả này bọn em bán ra này không bao giờ có giá thương lượng đâu đấy bác nào mà nhắm lấy được thì alo cho em và giá này thì em báo bác là giá là giá đang của ngày cận tết Đấy bán là để thực ra là về tiền thôi Đấy thế nên là không có giá thương lượng Đấy bác nào mà mua thời điểm này là giá của của em báo những ngày hôm nay Còn ra Tết mà nếu em quay video lại mà có báo đắt lên 1-2 triệu Thì các bác cũng phải hiểu là hàng nó lên chung chứ không một mình em lên Đấy các bác hiểu không? vậy Ai à, như vậy thôi đi buôn hàng chỉ tích hàng này Chỉ mong nó lên được 1-2 triệu mới có lời chứ Bán nhưng bây giờ thực ra bán thì giữ kênh thì em để đúng nào cái kênh em Nó cũng có hàng bán cho các bác thôi Đấy Bác nào nhắm mà lắp phòng nhà mình hợp thì alo em nhé Còn này thì mà lắp nhà mê, nhà mới thì em đảm bảo với các bác là không phải bàn luôn Mà giá thì em nói thật với các bác có 9 triệu rưỡi cả đồi nguồn Nếu mà so với cái máy Việt Nam Inverter chạy lạnh 2 chiều, Ba la, đai kin, hoáng gì đi Giá nó không dưới 11, 12 triệu đâu nên là các bác mua máy nhật thì tội gì vừa được dùng đồ nhật vừa inverter vừa tiết kiệm điện mà độ ổn định cao việc gì phải lắp mấy cái máy việt nam mà giá thì có rẻ hơn máy việt nam Thế nhà bạn lắp công cán vào nữa cộng triệu bạc vào nữa thì mới có ra bao nhiêu? 10 năm. Thì vẫn chưa bằng một cái máy Việt Nam đi mua. Đấy, mua so là so cùng thương hiệu nhá. Chứ đừng so với máy Nhật của em so với cái máy tàu 4 triệu với 5 triệu thì không so được đâu. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại này nhá. 0975 360 4, 3, 3. dưới là 6066 Kênh em là kênh hàng Nhật Bái Thành Lâm. Nhà em thì có ship hàng toàn quốc nhá. Đấy, bác nào lấy thì cọc cho em một ít trong em ship hàng các bác. Các bác nhận các bác thanh toán nốt. Đấy, dàn thì dàn đầu 100% rồi. Mạng cả đôm nên các bác không phải không không phải bàn cái gì nữa rồi. Đấy, bác yên tâm là như vậy nhá. Đấy, bác nào lấy thì alo à em. Em chào các bác nhá.